cho các bạn đã quay trở lại kênh Hoàng Linh Vlog. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với một series ẩm thực. Thì hiện tại chỉ có hai chú cháu mình thôi. Đây là thanh niên trẻ Châu Phú và đây là Hoàng Linh. Hiện tại là bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một cái món gọi là món gì? Mì đi. Là mì ha. Nhưng mà mì thì nấu với nước sôi hay là mì tôm là quá bình thường. Đúng hôm rồi. Nay mình sẽ phát minh một cái món mì cực kỳ mới và cực kỳ ngon, đó là pizza mì. Và các bạn xem hết video để biết món này ngon cỡ nào nhé. Theo mình thôi, let's go. Đây là những thứ mình đã chuẩn bị nha các bạn, để mình làm cái món pizza mì. Đấy, pizza mì rất là ngon. Và hiện tại mình là bếp trưởng các bạn. Bếp trưởng, và đây là thanh niên trẻ Châu. Thầy thanh niên trẻ Châu sẽ phụ bếp cho mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi nào. Đây là phụ bếp của mình nha các bạn. Thì phụ bếp của mình thì mình sẽ cho ra quảng cáo trước là có nguyên liệu và có những gì. Rồi. Xin chào các bạn, mình là trẻ Châu Phú. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món pizza mì. Mì đầu tiên, nguyên liệu có mì, xúc xích, dầu hào, sốt mayonnaise, tương cà, dầu ăn, tương ớt su, hạt nêm, bột ngọt. Rồi, hiện tại là nguyên liệu của mình đã đầy đủ rồi. Thì bây giờ chúng ta, các bạn hãy quan sát của mình làm món pizza mì này nhé. Đầu tiên lấy mì, bẻ ra chùm nước sôi nha các bạn. Mình bẻ nhuyễn ra các bạn, bẻ làm tư nha. Mình ủ mì khoảng 40 giây nha các bạn. Rồi đó, rồi để mì qua bên đi. Để mì qua đây. Rồi, sau khi đã chắc nước mì thì bây giờ chảo đã sôi cái dầu các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho mì vô. Cho mì vô các bạn. Ừ. Mì này mình. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đảo đều mì nha. Đảo. Rồi. Bây giờ đợi mì nó giòn chút xíu thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái gọi là cái nước sốt. Nước sốt thì làm pizza. Đúng. Rồi. Khi mình thấy thanh niên phụ bếp của mình nào không ổn thì mình sẽ bắt đầu vô mình phụ làm bếp này các bạn. Nope. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều mì cho nó khô. Rồi, khi mà đợi mì nó gan này á, mình sẽ ép mì cho nó cứng nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ có bức hành tím. Bây giờ mình phải pha cái công thức xịn sò nha các bạn. Để quan sát nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ cho dầu hào. Dầu hào. Ít dầu hào. Gì nữa? Rồi. Một ít tương cà. Tương cà. Rồi, ít tương ớt. Tương ớt. Rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, một ít nêm mà. Một ít hạt nêm. Có gì nữa? Một ít bột ngọt. Rồi. Rồi cuối cùng là đường nha các bạn. Đường cho ít thôi, tại vì nhiều quá nó bị khét nha các bạn. Rồi, sau đó mình sẽ cho trứng gà vô. Mấy trứng? Mình sẽ đập 2 trứng gà vô các bạn. Trứng gà. Đó, trứng gà. Bây giờ mình sẽ cho cái trứng gà thứ hai vô nha các bạn. Đấy. Cho vô. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phu xúc xích. Xúc xích. Nè, xúc xích. Mình sẽ cắt cái đầu, bỏ cái đầu ra nha các bạn. Mình sẽ cắt nhuyễn ra các bạn. Cái này mình nếu mà mình có hành cua nữa mình sẽ xài ngon lắm, nhưng mà hiện tại là ở đây mình không có hành cua, mình cắt xúc xích nha các bạn. Đấy, mình hiện ăn ít xúc xích, bạn nào ăn muốn ăn nhiều xúc xích thì bỏ nhiều xúc vô. Rồi. Sau đó mình sẽ quậy lên. Đây. Đây là cái nước của mình để làm cái pizza tuyệt vời nha các bạn. Đó. Đây, cái nước sốt của mình đã làm xong rồi nha. Đó, các bạn hấp dẫn chưa? Rồi, bây giờ bước quan trọng nhất. Rồi, giờ mình cho nước sốt vô. Wow. Đấy, nước sốt vô. Rồi, bắt đầu mình sẽ đảo mì nha. Đấy, mình nhảy rồi mình ép mì lại cho cứng nữa là xong. Món này rất là dễ làm, bạn nào có thể làm ăn tại nhà luôn nha.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ép nữa này. Đấy, rồi mình sẽ chỉnh lửa cho nó lên chút xíu để cho nó giòn cái mì. Bạn nào muốn ăn giòn thì chiên ngấy xuống. Ăn xúc xích nhiều thì mình sẽ cho xúc xích nhiều nha các bạn. Khoái xúc xích lắm. What? Đó, mình thích ăn xúc xích nhiều thì mình sẽ cho xúc xích nhiều vô. Rồi. Tuyệt vời. Ôi, sao có này ngất kìa vậy? Rồi. Giờ mình sẽ cho hành vô nha. Đó. Nào ăn hành nhiều thì cho hành nhiều thêm. Mình ăn ít hành thôi, ăn nhiều hành nó ảnh hưởng tới nách mình lắm. Ăn nhiều hành thì ảnh hưởng tới nách mình lắm nha các bạn. Rồi, dọn dẹp, chuẩn bị lên dĩa thôi nào. Đây là cái món này của mình, làm sao mình chín rồi nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Đấy. Rất là giòn và thơm rồi nha các bạn. Quá thơm. Đó, đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nha. Cho nó ra đĩa. Rồi ra đi. Ngon. Rồi, món pizza chín cho mình đi. Ê, còn sắp miếng. Rồi, ok. Đấy. Đây, thơm chưa? Rồi, thơm rồi. Còn mình sẽ trang trí nha các bạn. Trí. Đó. Ngon. Quá tuyệt vời. Tuyệt ớt luôn không? Tuyệt ớt nữa chứ. Đó. Món pizza chín của mình đã chuẩn bị hoàn thành rồi nha các bạn. Đấy, thêm nước chiên cà đi, chiên ớt cay lắm. Đấy. Và món mì của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Đây, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Đây. Và món mì của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Nhờ cái sự giúp sức của thanh niên chậu tre là trẻ trong nước, mình đã có món mì siêu đẳng cho nguyên thoại pizza mì. Pizza mì các bạn ăn mì thì gói với ngán rồi, giờ làm món này ăn thử thì ngon lắm, tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cho các bạn xem nha. Thưởng thức đây. Ok, cắt pizza là cắt dài. Đây. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy. Rồi, xong rồi. Đây đây. Sẽ trao cho cái người có công thành đầu tiên. Đấy, một miếng pizza. Đấy. Rồi, mời các bạn ăn nha. Các bạn ăn món này cùng mình nha. Đó, các bạn ăn nha. Đó, hấp dẫn chưa? Pizza mì. Chuẩn bị. Mời bạn ăn nha. Ngon. Ngon. Nani? Thơm. Nó cái mùi mà nó ăn khác. Nó giòn giòn mà giòn mà có xúc xích giòn nữa. Thơm nữa, nó thơm cái mùi của dừa mì nè. Xúc xích nè. Mình vừa mang xuống nay mà thêm mít chung cà nữa, quá cháy. Ăn là phải gì? Ngon quá. Còn đổ mướt luôn. Nó là thích hợp để ăn sáng luôn các bạn. Này sáng mà làm biến làm chiên trứng thì làm món này ăn cũng ngon lắm. Được rồi. Đây, mời bạn ăn miếng nữa nha. Khoan. Chiên cà đỉnh quá. Trời, ngon, tuyệt vời luôn. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh bên dưới. Các bạn sẽ nhận được video nhờ về đồ ăn tiếp theo. Bạn nào thấy video này hay nhớ ấn nút chia sẻ, like, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp tục nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.